Bảo này thì nó lâu lâu mấy chục năm nay thì nó khá ở riêng, hai bà già nó khá ở riêng thì cảm thấy khó khăn đó, thì cũng chẳng có ai chăm sóc. Thì đến lúc mất thì các cô các bác về với các cháu là rất là giúp đỡ nó thì rất vui. Cháu nó có quá nhiều con trai, mấy thằng con trai khả năng nó cũng không có điều kiện để xây một cái mộ giống như này thôi. Cháu cũng nhận được phần quà của nhóm sư cô ở dưới Lâm Đồng là xây mộ cho ông. À, ngày hôm nay thì cháu cũng trích tiền của các cô là mua này hoa quả này, quả cam này, mua cho ông một con gà này, cháu nấu cho ông ít xôi này với một lon bia và ít hoa. Ngày hôm nay thì phải nói là các chú đến hộ các chú cũng rất là nhiệt tình, cũng làm xong rồi. Cháu cũng hy vọng là ông sang thế giới bên kia thì ông cũng luôn luôn lúc nào cũng mỉm cười như bức ảnh mà anh em cháu in cho ông như thế này. Hy vọng là ông sẽ phù hộ độ trì cho mấy anh em chúng con luôn luôn có sức khỏe để anh em chúng con là có thể là đi được nhiều hoàn cảnh hơn, giúp đỡ được nhiều người khó khăn hơn. Bây giờ cháu đốt cho ông ít tiền. Các chú nhá. Rồi, mời các chú nhá. Rồi cháu mời ông nhá. Mời các bác nhá. Không ăn thôi. Đấy, uống đi, anh uống bia mở đấy. Uống bia đi các chú. Ai uống bia ấy? Vừa nãy là cháu lấy vào có 5 lon luôn. Cháu Quyền xin chào các bác. Thưa các anh chị, là hiện tại là hai anh em cháu đang có mặt tại ngôi mộ của hai ông bà 92 tuổi. Ngày trước thì anh em cháu lên chia sẻ làm nhà cho hai ông bà, và hiện tại thì bà là đi sang bên Điện Biên ở với cả cháu, còn ông thì mất. Hiện tại là ông đang nằm ở dưới này này các bác. Mộ của ông là dưới này. Và ngày hôm trước thì cháu có nhận được phần quà của nhóm sư cô ở dưới Lâm Đồng là gửi đến cho vợ chồng cháu, có bảo rằng là hai vợ chồng cháu lên trên này để sửa lại mộ và xây mộ cho ông, hết bao tiền thì báo lại với cô. Thì ngày hôm qua thì cháu có lấy vật liệu lên trên này, lấy 2 khối cát này và 10 bao xi và 300 viên gạch. Đấy, gạch thì thấy các chú trưởng thôn là chuyển xuống rồi, thì đội thợ xây ấy thì là cháu có cho các chú ở trong thôn, chú trưởng thôn là chú ấy là người cai chính, là 6 triệu tiền công. Đấy, làm từ hôm qua đến ngày hôm nay thì các chú ấy bảo là tối nay là sẽ xong rồi. Hôm nay thì cháu vào đây ấy, là có làm cái ảnh của ông này và mua ít hoa này, một ít đồ để coi như là thắp hương cho ông. Ở đây thì theo như phong tục ấy, bà con ở đây là sau khi mất theo đạo ấy là không được thắp hương, thì anh em cháu là mua nến trắng vào đây và có cái ảnh và một ít đồ nữa. Xin mời cô bác anh chị cùng theo dõi video và đồng hành với anh em cháu ở trong thước phim ngày hôm nay các bác nhé. Ngày hôm nay thì đồng hành với cháu là em A Giang TV. Em A Giang thì ngày trước là em ấy làm ngôi nhà cho ông bà. Thế thì cũng hy vọng là làm ngôi nhà để ông bà có chỗ ăn ở ổn định ấy. Sau khi mà làm xong thì ông bà là không may mắn. Đấy, ông thì coi như là hết duyên với trần gian. Thì ông đã mất. Ô, chào chú nha. Chào chú nhá. Sắp xong chưa chú? À, sắp xong rồi à? Còn còn ngoài tí ngoài đúng à? không? Ơi, bắt Dạ. tay cái nào. Chào chú trưởng thôn nhá. Cháu không bắt tay được rồi, tay đang có Đang nhiều chú đồ đang đi quá. đâu đấy? Bắt cá. À, đi vác cát à? Hôm nay là làm từ sáng rồi đúng không? À, sáng mờ mờ đã lên rồi. Đấy, các chú là đi đi lấy cát ở trên này xuống thì là dùng cái sọt để mang xuống ấy. Ô, chào các chú nhá. Ôi trời ơi, nhót rồng. Nhót rồng, nhót rồng. Nhót rồng nhá. Mấy anh em làm. Đấy các bác, ngày hôm nay thì cháu cho mấy anh em thợ vào đây để ở trong thôn thôi. Em quay video hộ anh đấy. Em Giang quay hộ anh nhé. Ok. Đấy các bác ạ. Ngày trước thì cô nhóm của sư cô ở dưới Lâm Đồng ấy gửi cho cháu là
cái bức ảnh xây mộ cho ông là theo kiểu là dọc ngang, nhưng mà hôm qua anh em cháu là có trao đổi lại với chú này. Đấy, chú cháu cắn mic tí nhỉ, nói chuyện tí nhỉ. Vâng. Hôm nay thay áo mới hả chú? Chưa thay đâu mà. Chú tên là gì ấy nhỉ? Chú tên là Quáng. Quáng à? Vâng. Theo như hôm qua chú Quáng bảo là phải xây kiểu như này. Xây kiểu như này là cho của phong tục của người Mông ấy. À, theo họ, theo phong tục của đồng bào mình ấy, đúng không? Ừ, đúng rồi. Là phải xây như này. Ủa, như này là cháu thấy đẹp đấy. Được đấy. Như này ok rồi. Đấy, như này là đẹp đấy. Tôi tìm vô đây đang rồi. Tôi tìm vô đây. Hôm nay là làm từ lúc trời mới sáng mờ mờ à chú? Từ sáng 6 giờ rưỡi bắt đầu làm. À? Trên này thì sương mù lúc nào cũng dày đặc vào buổi sáng và buổi tối luôn. Ôi, ý thôi, không hết đâu. Ngày hôm nay các bác ạ, cháu đã làm một cái ảnh của ông ở đây. Và làm tí mình lát loan ở đây. Vâng. Ừ. Chú Quáng phải không nhỉ? Vâng, vâng. À, chú là nhà ở trong thôn này luôn. Vâng. Chú có làm cán bộ ở trong thôn không? Không. Không à? Ừ. À chú ơi, chú Quáng ơi. Hả? Ờ, theo như dân tộc mình là không được thắp hương đâu đúng không? Vâng. Có được thắp hương không? Có. À ừ, thì như kiểu mộ của ông ấy là không được thắp hương đâu đúng không? Vâng. Hả? Tí em có ít hoa quả với cả một con gà với ít giấy ấy. À, ít tiền ấy, tiền vàng ấy. Vàng mã ấy. Nóng hê, bình tĩnh thôi chú, không được chửi bậy. Đây. May quá các bác, ngày trước em Giang em mới còn giữ lại được một cái ảnh của ông. Là đi in ảnh của ông về. Ảnh có mà, trung cao tỉnh nó có ảnh. À. Có ảnh đại dịch hay sao? Đây, ảnh này được không? Đúng, được. Đấy, ông đây này. Giàng Tảo Báo đúng không? Đúng, Giàng Tảo Báo. Sinh ngày mùng 3 tháng 6 năm 1938, mất ngày 28 tháng 1 2024. Đấy, tí nữa là mình sẽ dán vào đây đúng không? Dán vào đó đấy. Ừ. Để vào trong ấy thì nó sẽ không bị ảnh hưởng. Ừ. Để luôn vào trong này này. Để luôn vào trong. Cháo cái thật thảo đi. Đấy, đúng rồi, tí mình dán ở trong này này. Ừ, dán ở trong đấy. Làm như chú này bảo đấy. Hả? Vâng vâng. Tí nữa các chú làm xong ấy là mình sẽ láng một. Không, mình phải xếp một lớp. Một thay giá cho anh ta là. Một lớp. Lấy cái này mình đi vào hết đây, vào hết xếp một lớp đây. Đúng rồi. Còn nó xung quanh ngôi mộ một lớp. Đấy. Đấy. Hôm qua, hôm nay là các chú kê gạch vào đây đúng không? Để tí nữa mình láng qua thì nó sẽ đẹp. Vâng. Đấy, các chú là người ở trong thôn và cũng là người lớn tuổi, đặc biệt là chú trưởng thôn làm ấy, thì là ở đây mọi người sẽ làm rất là trách nhiệm các bác nhé, nên là các bác cứ yên tâm. Hả? Khi mà ông bà còn sống thì là cũng không có ai, đặc biệt là ông thì không có con riêng, không có con riêng giữa ông với bà, thì hiện tại là mất rồi. Thì cũng chẳng có ai cả. Cũng rất là may rằng là có cô bác Mạnh Thường Quân là luôn luôn đồng hành với anh em cháu để giúp đỡ hai ông bà. Đến bây giờ thì mặc dù là ông mất, không có ai là người thân bên cạnh ông, nhưng mà cháu phải nói là rất là vui khi mà được các cô bác là luôn luôn quan tâm đến ông bà. Đây, ông mặc dù là ông đã yên nghỉ nằm ở đây rồi, nhưng mà hiện tại là được các cô bác là hỗ trợ xây một cái ngôi mộ như thế này rất là đẹp. Phải nói là ở trên vùng cao ấy, nhiều bà con, nhiều hoàn cảnh khó khăn, có nhiều hoàn cảnh là mất đi, nhưng mà rất là hiếm khi để mà có điều kiện, có tiền để mà xây một cái ngôi mộ chắc chắn và đẹp như thế này, đúng không chú nhỉ? Vâng. Ở trên này là không qua xe đâu, ít lắm nhỉ. Ở trong thôn mình khả năng là không đến 10 cái mộ như này đâu để mà xây như thế này ấy. Không có cái nào luôn á? Không có cái nào luôn đâu. Cái này cái thứ hai. Cái thứ hai luôn, cái này đi.
có khi là tới này là cháu làm cái này rồi thì mọi người là cũng có khi là làm theo đấy nhỉ. Tại vì là nó cũng theo như kiểu xu thế ấy các bác. Các thấy tôi là ở khâu. Mọi người làm ấy thì là sẽ mọi làm theo. Cái này chắc hơi khó nhỉ. Có cần cháu phụ cái gì không à các chú? Hả? Không. Cần cháu phụ giúp cái gì thêm không? Không. Ui. Hôm nay là đây. Lý do tại sao lại cháu lại thuê các chú ấy là đắt hơn một chút so với chỗ khác ấy. Đây các chú là tự đi lấy can về và chở nước ở tít dưới suối kia về. Rất là xa luôn. Và tự đi lấy gạch ở trên kia xuống này và cắt là tự chuyển xuống. Gạch hết chưa chú? Hết rồi. Còn đủ cái luôn đấy nhờ. Nhưng mà may quá. Không thừa nhiều mấy cả cũng không thiếu. Chỉ sợ hôm qua lấy phải vật liệu thừa nhiều quá thôi. Nhưng mà xi măng thì khả năng là thừa đúng không? Xi măng rất là khả năng thừa. Còn 63 đúng không? 43 hay 63. Tí nữa chú cháu mình cứ láng qua đi. Láng qua thì còn thừa bao nhiêu bao thì tí tính sau. Vâng vâng. Bây giờ chú cháu mình cứ làm xong cái này đã. Xong là cùng nhau là láng qua một lớp này xung quanh ngôi mộ của ông. Ây da, đúng là nếu như để anh em cháu làm là không biết làm cái ngôi mộ như thế này đâu. Tại vì là mỗi phong tục là có một cái kiểu là khác nhau. À, đấy hôm qua là cháu gửi ảnh cho chú trưởng thôn này này. Đây đây để cháu đỡ. Ui dồi. Đấy là theo như đây chú. Cháu nhấc luôn đi. Lấy gạch này về để tí mình xếp xung quanh đúng không? Xung quanh hết rồi. Cái này là ông mộ của ông là không thắp hương đâu đúng không? Hay là phải thắp chú? Cái này theo cái cầu thì thấy thắp hương mà chỉ có là ông này chứ ông nó thắp đạo thì mới không thắp hương thôi. À không, theo đạo thì mới không thắp hương đâu đúng không? Ừ, nhưng mà theo như chú bây giờ là có nên thắp không? Tí nữa thắp cũng được mà cái này không sao. À tí nữa thì được. Hôm nay cháu có đây hôm nay cháu có lấy chú ơi. Đây cháu có ít mua ít nước này, ít bia để tí nữa các chú uống, mỗi người một lon thôi. Đấy. Mấy cả đây. Có ít hoa quả này, hôm nay cháu nấu xôi ở nhà ấy. Đây một gói xôi này và một con gà luộc. Đấy thì chắc khả năng tí chú cháu mình sẽ ngồi ở đây để cùng nhau ăn cơm một bữa ở đây. Đấy thì đấy một con gà này, một ít hoa quả nữa này. Đấy hoa quả này, nến này. Với cả tiền vàng. Đấy hết rồi. À ít hoa nữa này. Một bó hoa này. Vâng, tí để trước cửa ấy. Tại vì là ngày trước cháu hỏi chú ấy. Tí nữa khả năng là không cần bát đâu nhỉ. Bát để ăn cơm ấy. Cái bát để ăn cơm ấy. Ở đây không có cơm nhưng mà chỉ có xôi thôi. Xôi dùng tay luôn nhỉ. Chuối vào. Lấy lá chuối vào. Chú cháu mình bốc luôn. Chú trưởng thôn cảm thấy như nào khi mà anh em cháu vào đây xây mộ cho ông này chú? Ôi. Mà cháu với là cái cô cái ba thì rất là quan tâm ông thì ông cũng không có quan. Hôm nay rất là quan tâm do ông vào xây cái mộ do ông thì cái ba cái chú okay. Cái cháu thì cái ông báo này thì nó lâu mấy chục năm nay thì nó khá ở riêng. Hai bà già nó khá ở riêng thì cảm thấy khó khăn đó, thì cũng chẳng có ai chăm sóc. Thì đến lúc mất thì cái cô cái ba vì là cái cháu này rất là giúp đỡ nó thì rất vui. Cái cháu thì cái cô gái bác rất là quan tâm đến này ông này thì xây một cái mộ rất là đẹp cho ông này. Có một số nó có quan nhiều quan trai mách thằng quan trai khả năng nó cũng không có điều kiện để xây một cái mộ giống như này thôi mà có cái cảm ơn cái cháu cái cô cái bác rất quan tâm đến ông
ông thì không có quan gì, ông từ nhỏ đến lớn này cũng ông đấy thì có lấy có vợ có con chỉ có là quan khác không phải con của nó thôi. Tức nghĩa là con của bà. Con của bà thôi, cảm thấy. Nhưng mà không... ngày trước theo như cháu biết ấy và theo như các chú ở đây bảo là ông hình như cũng có con đúng không? Nhưng mà con của ông là không ở với ông. Không. Không có. Không có luôn, cái con kia cũng là con nuôi thôi, không có. Cũng là con nuôi luôn. Nhưng mà không có. Ui, thế là ông là từ ngày xưa đến giờ là không có con. Không có con. Đấy, không có con đâu các bác. Và không có con thì tôi Vĩnh rất vui là có cái cháu với là cái cô gấp ba thì rất là quan tâm đến. Thì một phần là khi mà anh em cháu đến ý, thì là cũng đầu tiên là cũng cảm ơn đến chú trưởng thôn là cũng luôn luôn tạo điều kiện để cho anh em cháu là thực hiện những chương trình như này. Thì một lần nữa cháu cũng không biết nói gì hơn ấy, là hôm nay đặc biệt là lại được chú quan tâm là tiếp tục là hộ anh em cháu là xây như này. Thì như chú nói là mặc dù là nhiều hộ gia đình là có con cái rất là đông nhưng mà cũng chưa được có điều kiện để mà xây cho ông một cái ngôi mộ như này. Thì hôm nay thì anh em cháu cũng nhận được phần quà của nhóm sư cô ở dưới Lâm Đồng mà thực hiện xây một cái ngôi mộ như này, thì không chỉ bản thân anh em cháu vui mà chắc hẳn là bà con ở xung quanh này cũng thấy khi mà ông mất mà có người quan tâm đến như này thì bà con cũng rất là vui. Một cái nghĩa cử cực kỳ là cao đẹp. Bây giờ là chú cháu mình tiếp tục công việc nhỉ? Vâng, tiếp tục công việc nữa. Cái này là tí nữa là mình sẽ rửa tay không là ngồi ở đây coi như là ngồi ở đây ăn cơm với ông một bữa luôn, đúng không? Vâng. Ngày xưa là các bác ạ, ngày xưa cháu vào đây ấy, thì là cứ đến nhà ông bắt đầu vỗ vai như này. Tỏa lá. Đúng. Lúc ông còn sống ấy, ông cháu đến là ông cứ tỏa lá. Vâng. Ông là cháu luộc con gà lên cho ông ăn. Vâng. Ông là xé ăn là nào rung rung thì e. Vui lắm. Ông là hình như là tuổi chuẩn của ông là cũng được hơn 90 tuổi đấy. Đúng không chú? Đấy. Chả biết nó khai như nào, theo cái này nó chỉ có 85 tuổi thôi. Theo như cái này thì 85 tuổi nhưng mà cháu nghe cái chú ở ngày trước mất ấy bảo là ông hình như tuổi chuẩn của ông là hơn 90 tuổi rồi. 97 tuổi. À 94 à? À. Nó khai giờ nó khai kiểu gì thì cái số sai còn nó thì nó sinh năm 38 này nó chỉ có tròn 85 tuổi thôi. Nhưng mà nhìn thấy ông còn khỏe, ngày trước ông đi vác ngô ở dưới này lên này. Ui một cái sọt to lắm, ông vác khỏe. Thôi, coi như là anh em cháu là giúp được nốt ông cái phần còn lại để ông nằm yên nghỉ ở đây. Để các chú làm xong cái phần này thì anh em cháu sẽ lấy hoa quả ra đây để trước cửa mộ này. Đấy, ngày trước là theo như kiểu dân tộc bọn cháu ấy là không xây kiểu như này bao giờ, chưa thấy bao giờ ấy. Toàn là kiểu ngang thôi, đúng không? Thế các chú là cũng kiểu như này hết à? Hay là có người là khác chú? À lại theo họ đúng không? À đây là theo họ. Tức là mỗi họ thì là sẽ có một cái kiểu mộ khác nhau. Nó trông ngang như này thì mình là xây theo như thế. À. Bởi vì nó trông như này, nó hướng sang bên này, nó hướng sang bên kia mà nó không phải hướng sang. À hướng cửa là đi sang kia là nếu mà ví dụ như mình ấy, nói ví dụ là lúc mình còn sống mình làm nhà mình cũng xem hướng cửa ấy đúng không? Đúng rồi. À. Nhưng mà xem như cái anh báu của anh kia thì rất là xong được chưa? Đấy, các anh bảo là nếu mà xây theo kiểu ngày trước cô nhóm sư cô ở dưới Lâm Đồng gửi cho theo cái ảnh đấy thì là xong lâu rồi. Vâng, cái này là khó. Đấy, bây giờ là các chú sẽ xếp gạch vào đây, các chú các anh sẽ xếp gạch vào đây để tí nữa láng qua một cái lớp, coi như là có một cái sân xung quanh ngôi mộ của ông. Gạch có đủ không ạ chú? Chắc đủ đấy nhỉ, đủ xây một vòng xung quanh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 người luôn à? À, phải đông thì mới làm xong được. Xa, hai người không làm được đâu. Làm được nhưng mà hơi lâu thôi chú ạ. Mấy ngày? Tầm 3 ngày.
Nhưng mà bà con ở khu vực ấy thì là mấy hôm nay chắc cũng bận thôi, tại vì là còn tranh thủ làm xong ấy, em các chú ấy còn đi làm trồng ngô ở cái khu vực nương này thì phát hết rồi. Năm nay thì là theo như chú các chú tâm sự là bây giờ Trung Quốc đóng cửa là cũng mất đi một cái khoản đi làm để kiếm thu nhập đấy. Không là các chú đi sang Trung Quốc làm là một ngày là cũng được bao nhiêu nhỉ chú nhỉ? 100-200 thôi. Nhưng mà 100-200 là bao nhiêu tiền Việt Nam cơ? Đang được 800 rồi. 800 một ngày đấy. Đấy. Đấy 800 luôn. Tầm 600 đi đúng không? Không, tầm 200 dưới, đấy, tiền 200, 200 dưới thôi. 80 đồng của tiền Trung Quốc thôi, kiểu 80 đồng là đổi ra tiền gì là tầm 200 dưới. Không phải như vậy. Bây giờ đóng cửa là mình đi làm cũng khó đấy nhỉ. Rào hết vào rồi. Ngày xưa khu vực này nhộn nhịp lắm ấy. Có cái chợ ở dưới này này. Mấy cả mọi người là đi đường tiểu ngạch buôn bán giao thương gia súc gia cầm ở đây này, nhiều lắm. Khu vực này ngày xưa nhộn nhịp. Đây chú ơi. Chú trưởng thôn nó xây được không? Chú trưởng thôn nó xây được không? Ừ. Xây nhà cao sợ đổ rồi. Chú này chắc là thợ cả đúng không? Không thợ đâu. Chú ấy là cũng đang xây nhà dưới này này. Công trình, nhận công trình xây nhà. Bảo là 60 triệu nhưng mà nhận cả vật liệu. Không biết quả này có lỗ không. 60 triệu cả vật liệu là cũng phải tính toán đấy chú ạ. Nước còn không chú? À ui, thoải mái nhỉ. Tí nữa mình còn... À, ở đây không phải rửa giấy gì đâu. Nãy định mua một cái bát hương vào đây nhưng mà theo như các chú bảo là không thắp hương ấy, thì là cháu cũng chả mua nữa. Không, ví dụ như dân tộc khác là người ta thắp hương là phải có hai cái bát hương, à một cái bát hương để ở giữa này. Ở đâu cũng thắp hương nhưng mà do ông là ông theo đạo nên là... À. Nhưng mà các anh ở đây là theo đạo hết chứ? Không. À không à? Cả nhóm này hầu như chưa có ai theo đạo. À. Thế có ví dụ mất này có làm đám ma các thứ không ạ? À? Có mổ trâu mổ bò không? Tùy nhà. Nhà nào không mổ à? Nhà nào điều kiện thì mới mổ đúng không? Nhà nào có gia đình khá giả thì mới mổ thôi. Như bọn em ấy thì là dân tộc Nùng, bọn em là cứ mất là làm đám ma, mổ con trâu con bò. Có nhà nghèo đi ấy. Xong là những người mà đi đám ma như vậy người ta cũng nghèo đi theo. Tại vì là cứ mỗi lần đi đám ma là phải mất tầm khoảng vài triệu. Đấy, 1 đến 2 triệu mua con lợn. Xong làm hoa giấy này. Xong là mua rượu, mua gạo đi. Thế là thành ra là nếu mà 1 năm mà gặp tầm khoảng 10 đám ma là coi như là đã đi tầm 30 triệu rồi. Thế nên là nhiều nhà nghèo đi đấy. Trộn vữa ở đây luôn à chú? Trộn vữa ở đây luôn à? Trộn đây luôn. À trộn đây xong rồi mình mới bắt đầu là vác xuống ấy đúng không? Đúng rồi. Cát này chắc vẫn thừa một tí nhỉ? Xi cũng thừa một tí. Xi cứ trộn tốt một tí đi tại vì nó thừa ấy. Đây có hai bao rồi. Ở đây là do là xa cái phần mộ của ông ấy thì các chú là trộn vữa ở đây rồi sẽ mang xuống. Mang xuống dưới kia rồi mới cho nước vào. Sau khi mà các chú làm xong thì các chú là sẽ tiếp tục là làm cái sân cho cái mộ của ông nữa. Chú tên là Sẻng phải không? Không phải. Chú tên là Sẻng. Có một thằng giấy kia nó tên là Sẻng. À, cái Zalo của chú là Sẻng ấy đúng không? Chú tên là Sẻng.
Cháu thấy bà con ở khu vực này là có nhiều tiền nhưng mà chưa ai xây nhà nhỉ? Ừ, nhiều, làm gì có xây. Chắc tại mọi người là để tiền để làm ăn ấy. Có gì là ăn đâu. Hay là do đường vào đây khó quá nên mọi người chưa xây nhà. Cái thì đang cũng không có được, đang nghèo, không có tiền xây nhà đâu. Thôn mình là có bao nhiêu hộ hả chú? Ờ, hiện tại bây giờ thì cái thiên nhiên nó tái khử nên còn nó đứng 40 hộ. 40 hộ à? 40 hộ thì có bao nhiêu hộ nghèo? Ồ, đa số cũng nghèo hết rồi. Nhưng mà theo như thống kê ở thôn là có bao nhiêu hộ nghèo? Đa số nghèo hết rồi. Nghèo hết à? Vâng. Thế coi như là 40 hộ nghèo hết à? Vâng, có một số em nói xếp thì có vài phủ cũng nghèo. À. Nghèo ấy là phủ nghèo thì nghèo hết. Đấy các bác ạ, theo như chú trưởng thôn chú ý tâm sự là có 40 hộ ấy nhưng mà 40 hộ nghèo. Như thế mới không xây được nhà, mới ở như thế đâu. Đấy, tại vì là tại sao cháu hỏi ấy, thì vào khu vực này ít, rất là ít có nhà xây cao tầng luôn. Còn nhà nếu mà nhà nào điều kiện hơn thì chỉ có xây nhà cấp 4. Còn xây nhà cao tầng là nhà 4 5 tầng thì ít lắm, không có. Nên là khu vực biên giới và trong quê khó khăn lắm. Bà con mình ấy ở đây là giáp ranh Trung Quốc thì bây giờ là đóng cửa là không biết là đi đâu làm việc. Có biết đi trồng ngô đâu. Đi xuống huyện thì rất là xa. Ngày xưa ở khu vực này là trồng chuối rất là rầm rộ này. Khu vực này trước là toàn bộ khu vực ở trên này xuống đến dưới này là trồng chuối rất là nhiều luôn. Lúc đấy là mang sang bên Trung Quốc để bán đấy. Chú năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Sắp xỉ 50 à? Thế mà còn khỏe nhờ. Còn vác được 50 cân không chú? Chú là con cái lớn hết rồi đúng không? À, con trai cả của chú đây à? Thế là lớn lắm rồi ấy chứ nhỉ? Lập gia đình có vợ có con rồi nhỉ? À. Chú khả năng là 7 mấy nhỉ? 77 à? Tròn như cái mâm ấy nhỉ? Đấy, sau này là có nhiều người là mình sẽ làm theo cái này đấy. Tại vì có thể là đây cũng sẽ là một cái ngôi mộ để làm, coi như mọi người sẽ làm mẫu ấy. Như sáng nay chú trưởng thôn chú gọi cho cháu bảo là bây giờ cháu bảo làm thế nào, gửi ảnh vào đây để chú làm. Thế là cháu cũng lên mạng cháu tìm, chưa thấy có những ngôi mộ tròn như này người ta xếp bằng đá rồi. Người ta có những cái tấm đá ấy, đá mịn ấy. Đấy, đổ thành khuôn ở đấy rồi. Như không kiểu như này. Tìm cũng không ra được. Thì cháu mới bảo chú trưởng thôn là chú cứ làm theo như ý của các chú, theo dòng họ là mình sẽ làm như thế nào thì các chú cứ làm như thế đi. Cái quan trọng là các chú cứ làm đẹp cháu một tí. Đấy, thì hôm nay là lên như thế này đấy. Quá ok rồi. Đẹp đấy, đẹp. Đầu tiên ấy, để mà cho người khác thấy đẹp thì làm mình là người làm ra là mình cũng phải là người đánh giá đầu tiên nhất đúng không? Mình bao giờ mình mà cảm thấy là trong mắt của mình đẹp và mình nhìn vào mình cũng thấy đẹp thì lúc đấy mình mới đẹp được. Bất kể một cái gì cũng vậy. Đây là phải nói rằng là một cái nghĩa cử rất là cao đẹp của nhóm sư cô ở dưới Lâm Đồng. Cuộc sống, cuộc đời thì ai cũng chỉ được sinh ra và mất đi một lần. Khi có người thân thì khi mất, người thân còn hộ và giúp đỡ làm như thế này. Nhưng đối với hoàn cảnh như ông, không có một người con, không có một người cháu. Nhưng rất may mắn đối với ông đó là khi ông mất đi rồi, lại có các mạnh thường quân, các chú ở trong thôn đến để cùng nhau hộ ông làm. Một cái ngôi mộ rất là tuyệt vời. Một lần nữa thì cháu cảm ơn đến nhóm của sư cô ở dưới Lâm Đồng rất là nhiều. Cháu chúc cô và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an.
chúc các cô luôn luôn mạnh khỏe và luôn luôn là đồng hành cùng với vợ chồng cháu để đi giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn ở trên vùng cao này. Nhiều vữa phết đấy. Cái này chú ơi, tí nữa có đất ấy thì mình cho đất vào nhiều tí. Đợi đến nó mới không tốn, tại vì là cái này mình không cần phải đổ dày quá đâu. Nó có phải là để ô tô đi lại đâu mà. Đúng không? Nó đổ một cái lớp tổng khoảng 4 đến 5 phân thôi. Ở dày quá là tí nữa lại không đủ. Câu chào bà nó bảo câu 6 ấy. Ở đây có chú nào, có anh nào chưa có vợ không? Chắc là có vợ con hết rồi nhỉ? Hầu như là theo như cháu thấy là ở trên vùng cao mình là hay lấy vợ lấy chồng sớm ấy. Đấy cho chú miết miết vào cái hàng gạch ấy. Đây là mặt tiền đấy chú, mặt tiền này làm cho nó đẹp tí. Vừa nãy là cháu trêu các chú bảo là ông còn sống ấy thì là ông được ở nhà cũ không được đẹp bằng khi mà ông mất đi có nhà xây ở rất là đẹp như này. Đúng không chú? Ông còn sống ông không có nhà nào, còn ở nhà xấu xấu. Đấy, đẹp dần rồi đấy chú ạ. Làm chỗ này hơi lâu rồi đấy anh à. Chỗ này làm cứ làm tí nó lại rơi xuống. Anh đi lấy hộ em đi lá chuối nhá. À chắc là em ít tuổi hơn anh thôi. Em đi lấy hộ anh cái lá chuối. Anh 97. Ngang nhau đúng không? Bằng tuổi thôi. Thế là gọi là bạn bè nhá. Đấy, bây giờ là các chú làm xong rồi các bác. Chuyển ít đồ vào đây để cháu sẽ thắp hương cho ông. Đây các bác ạ, hiện tại thì các chú đã làm xong cái phần mộ rồi. Thì theo như bản thân cháu thấy là các chú làm như này là cũng quá là tuyệt vời rồi đây này. Đây là cái cửa mộ này. Cửa mộ thì ngày hôm nay là cháu đã in một cái hình ảnh của ông. Đấy, có tên và ảnh. Cũng may là em Giang em còn giữ được một cái tấm ảnh của ông. Đấy là còn không được nét lắm ấy, nhưng mà như thế này cũng tương đối rồi các bác. Đấy là treo ở đây. Đấy, đây là khi mà mọi người đến đây thì nhìn vào tấm ảnh là biết ông Giang Tà Báo là cái ngôi mộ này. Đấy, xung quanh là anh em cháu cũng bảo với các chú là láng lại một cái lớp xi măng vào đây. Đấy, nhìn này cũng tương đối rồi. Thôi chú cháu mình vào đây để làm cái lễ cúng hộ cháu tí nhỉ. Chú biết chắc chú trưởng thôn biết làm đấy nhỉ. Nhờ chú trưởng thôn vào đây cùng cháu làm đây tí. Đấy, để lá chuối ở đây. Anh em cháu sẽ để con gà lên trên này. Có con sao không? Vào đây. Lá chuối sạch ấy nhỉ? Sạch quá. Vừa đây cháu có con dao hay sao ấy? Tía, 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 tía.
lại dính rồi. Thôi để ngoài này cũng được. Chú hộ cháu lấy cái ít đồ trong túi đấy. Chưa rửa tay. Chưa rửa tay à? Được rồi để. Hoa thì cháu cũng không có lọ hoa đâu. Mấy cả ở đây là không có bát hương. Thì chỉ có bông hoa thì cháu sẽ để ra hai bên. Hai bên mộ này. À. Cái này rút ra đúng không? Hoa để như này luôn nhỉ? Để xung quanh ấy, à để hai bên mộ đấy. Đấy. Đấy, hôm nay em Yển em mới nấu một nồi xôi này. Để một tí được rồi, không được để tớt đây. Hả? Không, mình để đây tớt một tí xong rồi tí mình lấy về đây ăn sau. Đúng không? Để tất nhiên là để cho ông đã. Xong mà ông ăn xong thì để cho ông ăn xong là mình ăn sau. Ui. Ông là ngày trước ông còn sống là ông thích con gà lắm ấy. Sẽ gà cả con cho ông ăn luôn. Tháo cái này ra mất. Đấy. Có quả này. Cái này là nến này. Có cái bật lửa không chú? Có rồi, mấy cái này nó nến để hai bên này luôn nhé. Còn gì nữa không nhỉ? À còn quả dứa này. Còn mình là sao? Còn mới. Chỉ là còn mình bây giờ cho nó trước. Để cho dứa này, cam này, đây là lọ măng ớt. À, hôm nay cháu mang đi tí cho cháu mình ngồi ăn. Đây là một lon bia này. Đấy. Cái này bốc cho ông luôn nhá. Không bốc à? Tí nữa cháu sẽ đốt cái này cho ông một tí. À, tiền giấy này. Anh ra để cho chú làm việc. À, chú nói vài câu đi để cho ông hiểu là cháu nói đi. Cháu tí nữa cháu nói sau. Bây giờ chú nói đi. Tí chắc có khi ông đang đứng ở đây xem chú cháu mình ấy thì ông lại không. Cẩn thận đấy chú ơi, đừng cầm dao về đấy. Ô, dì bao à? Nên mà à, bây giờ xài đồ nó đồ cái vang cái giấy xe, đồ vang cái giấy xe.
Ở đây thì, cháu nói với ông Thí để có khi là ông cũng ở đây ông nghe được. Đấy, cháu thưa ông báo là hôm nay thì anh em cháu ở đây, cháu với cả em Giang vào. Ngày trước là cháu vào đây ấy, thì là làm nhà cho ông rồi, nhưng mà ông không may mắn là ông không ở nữa. Thì hiện tại là cháu cũng nhận được phần quà của nhóm sư cô ở dưới Lâm Đồng là xây mộ cho ông. Ngày hôm nay thì cháu cũng trích tiền của các cô là mua này hoa quả này, quả cam này, mua cho ông một con gà này, cháu nấu cho ông ít xôi này với một lon bia và ít hoa. Ngày hôm nay thì phải nói là các chú đến hộ, các chú cũng rất là nhiệt tình, cũng làm xong rồi. Cháu cũng hy vọng là ông sang thế giới bên kia thì ông cũng luôn luôn lúc nào cũng mỉm cười như bức ảnh mà anh em cháu in cho ông như thế này. Hy vọng là ông sẽ phù hộ, độ trì cho mấy anh em chúng con luôn luôn có sức khỏe để anh em chúng con là có thể là đi được nhiều hoàn cảnh hơn, giúp đỡ được nhiều người khó khăn hơn. Bây giờ cháu đốt cho ông ít tiền. Đốt đây luôn nhỉ? Đốt bên này. Đốt bên này luôn. Đấy, cháu đút cho ông ít tiền để ông sang bên kia ông tiêu nhá. Theo phong tục của các chú ở đây thì là khi mà mất đi ấy, là theo đạo lại không thắp hương. Chính vì vậy thì cháu cũng không có nén nhang vào đây cả. Cái lúc mà ông mất ấy thì chắc là cũng không có thắp hương gì đâu chú nhỉ? À ý là cái ngày mà ông mất ấy là cũng không thắp hương gì đâu đúng không? Hầu như nhà ngày xưa thì chỉ biết cưỡi ngựa thôi, chứ xe máy thì không biết đi. Ô, ông đều đồn la nhỉ? Xoáy đi, xoáy cái này. Không biết là bà sang bên kia ở với cháu ấy thì là bà có vui vẻ như bây giờ ngày trước ở bên này với ông không? Nếu mà bà có xem được video này chắc bà cũng vui lắm ấy nhỉ.
Ngày trước thì lúc ông mất ấy, thì là cháu cũng không lên đây các bác ạ. Tại vì là bản thân của cháu ấy là một người cũng không được khỏe mạnh, rất là yếu. Thì cháu yếu vía nên là... Để một chút lại ở đây có được không? Được mà. Để một chút lại. Để lại cho ông một ít nhé, để đây nhé. Này, ông phù hộ cho con nhá, có sức khỏe ông nhá. Bây giờ đợi một tí là chú cháu mình rửa tay xong là ngồi đây. Đấy, ăn uống nhờ. Mà gặp chấm chéo đi chấm con gà. Cái này là măng trúc, cháu đang bán ở trên kênh ấy các bác ạ. Măng này là bây giờ là hết mùa rồi. Hết mùa rồi, mùa này là mùa rất là ngon. Măng này măng trúc ạ. Các chú sẽ cái túi bóng màu đen này này giải một lớp xong là lấy cái ấy giải sau. Lấy cái này giải một lớp nữa. À ừ. Lấy cái đấy giải một lớp xong tí mình lấy cái lá chuối này giải sau ấy. Đây, lấy cái này giải đi. Xếp đi. Hai cái mà. Tí là nhặt mấy cái rác này đốt đi. Hết nước rồi à chú? Kia. Để rửa tay. Không bao nhiêu tiền năng. Hôm nay cháu cũng mang chẩm chéo với cái lọ măng trúc ấy. Cái này là sản phẩm bây giờ cuối mùa rồi các bác, nên là ăn rất là ngon. Các bác có nhu cầu thì cứ liên hệ cho cháu lọ chẩm chéo với măng trúc này. Khả năng là ông chắc ăn xong rồi nhỉ? Ông ăn xong là chú cháu mình lấy vào thôi. Con dao này hơi dỉ rồi. Có chú lấy hộ cháu cái can nước để cháu rửa qua con dao. Cái này phải có cái gì kỹ kỹ thôi. Có cọ nó. Thôi chú cháu mình ở rừng ăn kiểu dân dã một chút. Đây là rất là hiếm nước đấy, bản này. Đúng rồi. Được rồi, từ từ đã chú ơi. Để cháu từ từ đã, để cháu kỵ nó ra đã. Cái này là măng này, tí chấm vào cái lọ chấm chéo đấy. Đấy. Anh ăn thử xem nào. Rồi. Xài rồi. Ngon ngon thôi. Xài rồi. Đó, đó. Thôi chú cháu mình vào thôi nhờ. Vâng. Con gà là bây giờ là xin phép các bác một chút là hôm nay là anh em chú cháu sẽ cầm chặt luôn, không có thớt đấy. Bấu đi. Ừ. Thưa các bác anh chị, là vừa rồi thì cháu với cả chú trưởng thôn ấy đã làm xong cái xây xong cái mộ, và hôm nay là có ít đồ lên. Vừa rồi là cho ông ăn trước rồi thì chắc là ông ăn rồi. Không biết là ông ăn chưa, nhưng mà chắc anh em cháu đoán là ông ăn rồi. Thì là chuyển sang bên này thì anh em cháu là tiếp tục là triển khai. Và ngày hôm nay thì cháu cũng có rút tiền vào đây rồi. Hôm trước là cháu có bảo với các chú là chú hộ cháu xây cái mộ cho ông ấy. Là lúc đầu các chú bảo lấy
lấy 7 triệu. Đấy, nhưng mà về sau thì cháu bảo là bớt cho cháu một tí. Thì cháu giả 5 triệu nhưng mà chú ấy bảo là thôi cố gắng lên hộ chú 1 triệu thì chú ấy bảo lấy 6 triệu. Đấy thì hôm nay thì các chú cũng làm xong rồi. Đầu tiên thì cháu cảm ơn các chú nhé. Cảm ơn các chú là giúp đỡ rất là nhiệt tình. Bây giờ thì cháu trao tiền cho các chú. Chắc đưa cho chú trước rồi đúng không? 1 triệu này. Được tới vào tí anh em mới chính được rồi. Tức nghĩa là cháu đưa hết cho chú đúng không? 2 triệu này. 3 triệu này. 4 triệu này. 5 triệu này. 6 triệu này. Rồi. Đã ok rồi. Đấy. Đây là phần quà của nhóm sư cô ở dưới Lâm Đồng. Thì cô có bảo là cháu làm hết bao tiền thì nhắn lại với cô. Đấy, thì hôm qua là chở vật liệu vào là hơn 4 triệu. Đấy, cả tiền cước chở, cả tiền mua vật liệu. Đấy, cảm ơn chú nhá. Rồi, bắt tay cá nào. Chúc sức khỏe các chú nhá. Các anh, các bạn nhá. Các chú nhá. Rồi, bây giờ là chú cháu mình triển khai thôi nhờ. Không có chỗ ngồi thì chú cháu mình ngồi tạm như này nhờ. Này, cái này đi. Có viên gạch à? Đấy, cho cháu. Đây là chẩm chéo ấy các bác. Đổ hết đi. Đổ hết vào đây để chấm. Chả có ăn hết. À, không ăn hết thì thôi. Đấy. Chẩm chéo này là chấm thịt gà nhá các chú nhá. Rồi, mời các chú nhá. Rồi, cháu mời ông nhá. Mời các bác nhá. Uống đi, anh uống bia mở đấy. Uống đi, uống bia đi các chú. Ai uống bia ấy? Vừa nãy là cháu lấy vào có 5 lon luôn. Không đủ thì uống nước lọc một chai nhá. Chú, có ai không uống bia không? Không, em không uống. À, không uống, anh em mình uống nước lọc. Để lon này cho cháu. Cháu không uống đâu, cháu không uống bia đâu. Vâng. Rồi. Ăn cơm, ăn xôi đi. Đấy, xôi này này. Ăn xôi. Ừ. Mời các chú nhá. Mời nhá. Xôi chấm chẩm chéo xem nào. Chấm được không? À, được. Mời anh em ăn. Ăn ngon lắm. Chú ăn thẩm hộ cháu cái món này xem nào. Chú hộ cháu thẩm hộ cháu xem nào. Cái này nó không cay mấy đâu nên các chú chấm chéo thoải mái. Cay quá. Đấy, thử. Đó. Cháu bán ở trên kênh ấy. Bao nhiêu tiền một lọ này? Cái này 120.000 một lọ. Chú trưởng thôn cho ý kiến. À. Ôi, hôm nay cái cháu thì ăn bữa cơ tại mùa ông này rất là vui ngoan lắm nhỉ. Xin cảm ơn nhá các cháu. Thế rồi à, mang thì ăn như nào chú? Nếu mà không ngon thì chú cứ bảo không ngon nhé. Ngon rồi, ngon. Đánh giá thật sự. Đánh giá bằng ngon đấy, ngon. Cháu mời các bác nhé. Vâng. Măng này giòn đấy, chấm chéo này ăn cũng được nhỉ. Những thịt to quá, xé đây. Miếng thịt hơi to. Nó là to. Món măng này mùa này ăn mới ngon. Chính cái mùa của nó có nhiều quá lại không ngon đúng không? Thế gì nó càng hiếm thì càng ngon. Cái mùa bà con đi lên rừng tìm có nhiều ấy, đợt đấy ăn nó không ngon mấy đâu. Nhiều nó ăn không ngon. Vào. Cái này mà biết làm là để mình không dính mỡ ấy, là để được cả năm luôn, không sao cả. Còn dính mỡ thì hỏng lắm. Dính mỡ một cái là coi như một ngày hỏng luôn. Thế cho đổ ra đây luôn nhá. Không đổ. Không đổ à? Để đây. Thế để mình ăn tí không hết thì các chú mang về. Nó to cả mà. Cái nóng cũng nóng. Nó có cái nóng của tôi. Cái tâm mình rồi. Cái này. Thưa các bác anh chị, là vừa rồi anh em cháu là ăn cơm ở dưới kia xong rồi ấy, thì các chú là cũng di chuyển đi về rồi. Nhưng hôm nay thì có thừa ít cát này. Đấy, còn thừa tầm khoảng chắc là một khối cát đấy các bác ạ. Với cả còn 4 bao xi măng này. Thì cái này là cháu vừa rồi là chú trưởng thôn ấy, chú có hỏi là muốn là chú xin về. Cái này chú lấy đúng không? Về. À,
Cái này thì nếu mà chú lấy thì cháu không lấy tiền nữa, để cho chú mang về có thể là láng lại cái sân, đúng không? Vâng. Đấy, sân hoặc là làm cái gì đấy thì chú thôi. Để chú xin nhé. Vâng. Ngày hôm nay thì cảm ơn thôn nhé, cảm ơn chú cũng giúp đỡ anh em cháu thực hiện chương trình cho ông. Có thể là trong thời gian tới thì anh em cháu lâu lâu mới vào đây rồi, thì có gì cháu mình liên hệ với nhau bằng số điện thoại. Thì vâng. Chơi với bà tí. Vâng. Thế còn hôm nay thì thước phim cháu chia sẻ đến đây cũng khá là dài rồi. Bây giờ cho cháu kết thúc video ở đây các bác ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên kênh Quyền Yển TV. Xin chào các bác. Vợ chồng cháu xin chào các bác ạ. Các bác ơi, hiện tại đằng sau vợ chồng cháu đây là gian hàng từ thiện của vợ chồng cháu. Hiện tại thì vợ chồng cháu có một số mặt hàng đang bán ở trên kênh. Thì cho vợ chồng cháu xin phép các bác là 1 đến 2 phút để giới thiệu qua sản phẩm. Đầu tiên đó là măng nứa khô. Đây là măng nứa ở trên nhà của anh A Páo. Đây là măng miếng các bác nhé. Và măng thì có hai loại, măng miếng và măng dối. Và sản phẩm thứ hai đó là mướp đắng rừng thái lát và đã phơi khô rồi. Đây các bác ạ. Và sản phẩm thứ ba đây là nấm hương rừng và có cả mộc nhĩ rừng. Đấy. Và thuốc đau xương khớp. Đấy, thuốc đau xương khớp thì các thành phần là cây đau xương này, trái nhầu khô này, cây trinh nữ này, cây chìa vôi này, củ bình vôi này, cây cỏ xước này, cây tơn trơn này, vân vân, nhiều lắm các bác ạ. Cái này là trị đau nhức xương khớp, bệnh gút, đau lưng, đau gối, đau vai gáy, đau đốt sống cổ, thoái hóa đốt sống, thoát vị đĩa đệm. Và ngoài ra thì còn có miến rong này. Đấy, miến rong thì có hai loại, miến rong sợi nhỏ và sợi to. Và đây là bột nghệ. Đấy, bột nghệ thì khác với tinh bột nghệ các bác ạ. Đây là cái hạt ốc chó của ốc chó. Em Quân các bác ạ. Và ngoài ra thì còn có sản phẩm đó là sâm tố nữ này. Đấy, công dụng là tăng cường sinh lý nữ, tăng vòng 1, cải thiện các triệu chứng khô, giảm âm đạo. Đấy, giảm ham muốn, lãnh cảm, làm chậm mãn kinh, cân bằng nội tiết tố nữ, chống lão hóa. Cái này thì sâm tố nữ thì các bác lên mạng tìm hiểu thì có thể là sẽ biết về cái công dụng là kỹ hơn. Cái này là rất là tốt cho con gái này. Đấy, cháu sâm tố nữ này là có hai dạng các bác ạ. Đây là dạng miếng, còn đây là dạng bột đấy ạ. Dạng bột thì cháu đóng thành lọ như này, lọ 1 cân. Cái này miếng này thì về là các bác là đun nước uống này. Đấy, còn bột thì pha nước pha và uống trực tiếp luôn các bác ạ. Uống trực tiếp luôn. Đấy, ngoài ra thì cháu có mật ong khoái và mật ong hoa bạc hà. Đây là mật ong khoái thì màu mật là vàng đậm hơn. Mật ong hoa bạc hà thì màu vàng nhạt hơn này. Đấy, mùa mật ong khoái đến rồi các bác ạ. Ngày hôm nay thì các bác mua sản phẩm bên cháu thì cháu sẽ tặng cao Artiso này. Đấy, các bác lấy từ 2 sản phẩm trở lên thì cháu sẽ tặng các bác là 1 miếng cao Artiso hỗ trợ về bệnh gan và bệnh xương khớp các bác nha. Đấy, cao Artiso. Còn trên tay cháu đây là cái sản phẩm gừng đen các bác ạ. Cái gừng đen này thì cực kỳ là hiếm. Đấy, và đặc biệt là rất là tốt cho sức khỏe. Và những cô bác, ông bà mà bị tiểu đường ấy thì dùng cái gừng đen này rất là tốt ạ. Đây, gừng đen thì có hai loại, gừng đen tươi và gừng đen khô các bác nhé. Đấy, các bác muốn biết về các cái công dụng sâu hơn một chút về những cái sản phẩm hiện tại cháu đang bán thì cứ liên hệ với vợ chồng cháu để chúng cháu tư vấn cho các bác. Ngoài ra thì cháu có sản phẩm đó là trà rào của Lam. Cái này công dụng chính đó là hỗ trợ về bệnh tiểu đường, cao huyết áp và mỡ máu, ngăn ngừa ung thư, rất là tốt cho các bác là những người lớn tuổi. Ngoài ra thì các bác lấy hàng trong ngày hôm nay thì cháu có thể là, nếu như các bác không lấy cao Artiso thì cháu tặng các bác đó là lọ chẩm chéo. Đấy, ở trên gian hàng của vợ chồng cháu. Ngoài ra thì cháu còn có đó là chuối hoa rừng nữa. Đấy, thì toàn bộ đây là những cái mặt hàng đặc sản hiện tại là vợ chồng cháu đang bán. À, vừa rồi thì còn thiếu đó là đây là cái bột tam thất này. Đấy, bột tam thất công dụng bổ máu, chống viêm nhiễm, làm tan u, rất là nhiều công dụng, chữa suy thận này. Trên này là toàn bộ những sản phẩm hiện tại là vợ chồng cháu đang bán. Rất là mong trong thời gian tới thì sẽ được đón nhận sự ủng hộ của các bác để vợ chồng cháu có thêm kinh phí đi chia sẻ nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn ở trên vùng cao này. Và đặc biệt là nếu như các bác ủng hộ sản phẩm của vợ chồng cháu thì chúng cháu sẽ dồn vào quỹ và tích để chúng cháu là sẽ ủng hộ cho bé Hưng trong thời gian tới, tại vì kinh phí làm nhà của nhà Hưng ấy là còn thiếu rất là nhiều. Các bác mua hàng liên hệ cho cháu qua số điện thoại 0369 944 064, cháu ghi ở trên màn hình các bác nhé.